các bạn bộ điều khiển nhiệt của map trứng thần thiên ha thì bao gồm bộ điều khiển nhiệt nữa ha có màu hồng rất đẹp nữa ha cái quạt tản nhiệt là quạt 8 phân rồi dây dò nhiệt độ nè thì dài 50 cm dây cấp nguồn là dài gần 2 m khi các bạn mua bộ khỉ nhiệt thì bạn được tặng kèm theo cái bóng đèn hay bóng đèn cấp nhiệt này là 40 w thì cách chỉnh bộ điều khiển nhiệt như sau đầu tiên thì mình ấn nút ok cái để cài đặt nhiệt độ ha bấm cộng nè hoặc trừ để đặt nhiệt độ mong muốn thì ở đây mình mình đặt là 37,5 ấn nút ok rồi để chỉnh các thông số ha ấn nút ok giữ luôn ha thì nó hiện lên b không ấn nút ok hiện lên chữ h là đúng ví dụ là chữ c này là sai ha mình ấn dấu cộng cho lên chữ h bấm nút ok cái nữa bấm dấu cộng lên b 1 Ok, hiện lên 0.2 là đúng, thí dụ không phải 0.2 nè thì mình chỉnh lên 0.2. Ấn nút ok. Ấn dấu cộng cho lên B2. Ấn ok, thì B2 để là 110 ha. Ấn ok xác nhận. Ấn dấu cộng cho lên B3. Ấn ok, vào B3, B3 là 50 ha. Ấn ok. Ấn dấu cộng cho lên B4. Ấn ok, thì B4 là mình hiện tại để 00 ha. Ok. Ấn dấu cộng cho lên B5 ấn nút ok thì hiện là số 0 ha ok bấm dấu cộng cho lên 16 đó, ok hiện lên chữ up là đúng ha bấm ok rồi mình để thì tự động nhiệt độ nó nó sẽ trả ra à, đó nó trả ra đây hiện tại là nhiệt độ là 37,3 ha tới 37,5 là đèn tắt ngay đó đèn led hiệu này nó tắt thì đèn tắt, còn nếu đèn led hiệu này mà nó sáng mà cái đèn của mình nó sáng tức là bóng đèn nó đứt rồi ha. Cái đó là cái cách để mình mình nhận diện. Thì mình đã chỉnh xong cái bộ điều khiển nhiệt cơ máy áp trứng thượng thiên rồi. Thì sau khi mà các bạn lắp vào trong thùng xốp á thì ví dụ cái trường hợp nè là mình dùng cái nhiệt kế y tế mình đo mình thấy nhiệt độ trong thùng là nó nó thấp hơn nhiệt độ áp thì mình có hai cái cách để điều chỉnh nhiệt độ cho nó nó đúng với nhiệt độ áp cái thứ nhất là mình tăng trực tiếp ở ngoài đây nè thí dụ nhiệt độ trong thùng nè thấp nào bấm ok sau đó mình tăng trực tiếp ngoài đây mình cứ tăng từ từ rồi mình lấy nhiệt kế đo làm sao nhiệt độ trong thùng đúng thì thôi thì cách này mình chỉnh thì nó không đẹp lắm ở ngoài cái cái hiển thị nó sẽ khác với cái nhiệt độ trong thùng à còn cách thứ hai mình vẫn để cái nhiệt độ áp ở ngoài là ba năm nè nhưng mà mình sẽ chỉnh ở trong cái thông số B4 thì cái cách để vào B4 nè ấn giữ nút OK hiện lên B0 bấm dấu cộng là lên tới B4 ở OK thì đây mình để sẵn là không không ví dụ là nhiệt độ ở trong thùng là thấp hơn mong muốn thì mình sẽ bấm dấu trừ trừ rồi sau đó xác nhận rồi mình để tự nó trả ra sau đó mình đo nhiệt độ lại còn nếu mà nhiệt độ ở trong thùng mà nó cao hơn nhiệt độ mong muốn thì mình bấm dấu cộng lên rồi mình bấm ok xác nhận nói chung là cái cách để cần chỉnh nhiệt như sau nếu nhiệt độ trong thùng thấp hơn nhiệt độ áp thì mình chỉnh b 4 giảm xuống nếu nhiệt độ trong thùng cao hơn nhiệt độ áp thì mình chỉnh b 4 tăng lên thì các bạn cứ đo đi đo lại vài lần thì sẽ lấy được cái nhiệt độ chính xác ha à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip thì mọi chi tiết thì các bạn sẽ liên hệ số điện thoại ở trên cái video clip này ha cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chào các bạn